Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì cô chú anh chị ơi, buổi sáng hôm nay ở mộ cô Năm thì thấy có một đoàn mấy anh xe đạp ghé nè cô chú anh chị. Không biết mấy ảnh là vận động viên hay là sao nữa. À, giống như xe đua cô chú anh chị. À, chào mấy anh. Ở đâu anh? Bị nhà Kim Sơn mình ở đâu? Thái Hòa, Tân Nguyên. Thái Hòa, Tân Nguyên, Bình Dương. Còn Sơn Hồng Châu là ai? Châu chưa lại đâu rồi. À, là một người khác nữa. À, là Thượng An. Dạ. Thành phố Thượng An. Dạ. Cái kia thành phố Tân Nguyên. Dạ. Không còn năm không ta. Trời ơi. Vậy. Không lại đâu quay nè. Cưỡng hôn, cái này là cưỡng hôn nha. Rồi. Anh không sao anh làm lại cái. Không làm lại cái, không cho lại cho quay kia. Gâu. Làm lại anh. Gâu hơi bị nhiều nha. Không cái coi. Không cái coi, không cậu cái coi. Đây quay cái thùng cậu. Chấp rồi. Nè. Trời ơi, không có chấp luôn. Bữa nay đổi xe đạp đỉnh cao lên nha. Đổi xe đạp đỉnh cao hả? Bữa nay đổi xe đạp đỉnh cao lên chỗ giếng cầu Năm. Vậy là kỳ này là đổi xe đạp đỉnh cao. Ủa mấy anh mình là mình đua xe đạp là mình đua ở cái phong trào phong dục phong trào tập thể dục ha. Cũng đầu đua vòng loại quốc gia hay là mình cũng chạy canh với vòng loại quốc gia cũng hay nhất với hạng nhì đấy. Mình đi xa nhất là mình chạy xa nhất là đi tới đâu anh? Xa nhất là một ngày đi cỡ 250 cây. 250 cây là đi về luôn hả? Nghe nghe vậy mấy anh đạp hay quá vậy. Anh nhìn mấy bộ đồ anh em mua một á, bữa nào mua một bộ đi quay phim cũng được. Đây có mình ông thôi. Đây ngày 2 tháng 9. À kìa Kim Sơn. Là đi xa đó, đi lên tới Bảo Lộc luôn á. Anh này là mới hùng rồi làm mà có chuyến chị. Đoàn của mình là bao nhiêu người anh? Đoàn 40 người mà đi ở đây là chỉ có 13 anh em thôi. Dạ. Bữa nay đi lên đó là cái tuyến đường ngày 2 tháng 9 là sẽ đi Bảo Lộc ha. Đi Bảo Lộc. Dạ. Đây đây cho mở quẹt đủ đây đây chủ đây chợ đây là nhà đại trợ Hùng Sơn bộ xe đạp Bình Định. Bữa nay là tháng 7 vụ lan Mẫu Hiếu, anh em câu lạc bộ xe đạp lên giếng cầu Năm ngay ngang ủng hộ cho anh em câu lạc bộ có sức khỏe để anh em đạp mỗi ngày. Ok rồi, cảm ơn rồi, giếng cầu Năm luôn. Bây giờ mình đăng ký không có mình mua xe đạp, mua xe thì đăng ký vô cho bộ chạy vui. Chủ yếu lấy sức khỏe. Dạ, chủ yếu là lấy sức khỏe. Ok, ok vậy. Ok, cảm ơn chị. Rồi mời mấy Vũ Linh lúc nào cũng ủng hộ đội xe đạp đỉnh cao. Cậu Năm. Vui quá rồi chú anh chị. Có người áo này thì cũng cùng đội luôn ha. Cùng đội luôn. Vậy là anh này cùng đội, em tưởng đâu là anh đội trưởng. Cậu Năm là ca Ngọc Quyền với Tâm. Ơi. Cái chợ mới hồi nào hòa bao nhiêu cô mãi cũng nghĩ rằng chợ mới quê tôi. Ở nơi đó có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Gà bờ sông anh giặt gì? Anh giặt gì? Chờ chờ ông sang lại không? Ông sang ơi! Ông sang ơi! Thầy ông sang! Hồi nãy là có nghe cái cậu bé qua. Dạ ông sang ơi! Anh rủ con nhỏ nào ra sông giặt áo hả?
Vui quá. Thôi bữa nay câu lạc bộ sẽ làm rồi, ra giặt áo có làm gì đó mà anh. Mong cậu đang mùa hộ gia đình câu lạc bộ mình có sức khỏe để mỗi ngày để đi thôi. Không có gì hết. Cảm ơn tụi em. Em cũng cảm ơn mấy anh đã đến đây mỗi người một tiếng hương, là một cái lời hồi hướng cầu nguyện cho cậu Năm rất là tốt luôn. Hôm nay là tháng Vũ An Báo Hiếu. Anh em câu lạc bộ tới đây diễn cầu Năm con nhé. Tháng 7 Vũ An Báo Hiếu. Về con học thì mình bơi mình chở nghề thôi. Cảm ơn em rồi tới đây rồi, phải rồi, cảm ơn em. Chúc đời của anh luôn mạnh khỏe. Rồi ok, rồi, okay. Cầu cho cậu Năm về miền Bắc phát rồi, cảm ơn nhiều. Đây là còn mấy chục cây số, không phải đội trưởng luôn. Okay, đội thôi, đội thôi, nó mặc áo vậy thôi chứ không phải đội trưởng nha. Tụi nó đồng rước mình không mời cái chị mời cái chị mời. Rất là nhiều nha. Sáng mấy anh của đội xe đạp ghé viếng cậu Năm vui quá cô chú anh chị ơi. Mấy anh rất là vui nha. Bây giờ quay mấy anh xong rồi mình qua mình vui mấy chú anh dài chục hả? Chín chục hay 10 chục anh? Ủa, xe gì đâu mà cái bánh nhỏ xíu vậy? Này là bánh bánh không ruột luôn không? Bánh ruột không ta? Vậy là nó có cái lớp ở trong hả? Nó có cái lớp trong hả? Bánh đặc có ruột ở trong hả? Anh nào anh chạy xe này, chỗ này nó có cái lỗ nè. Không lành nữa. Xe anh hả? Nó nặng đạp không anh? Mình phải tập luyện thì nó từ từ nó sẽ nhẹ chứ mới ra ngoài chạy cũng nó nặng. Anh chạy mà ví dụ như cái vận tốc mà anh hết sức lực của anh là nó được đạt bao nhiêu km giờ? Tham gia thì bữa nào khỏe là đạp. Cái xe con thấy mấy cái này hả? Cái đó km hay gì đó? Đồng hồ km hả? Dạ. Chạy chắc em cũng phải chắc 40 50 đó ha. Nó tùy theo. Xe này mình chạy tốc độ tối đa là bao nhiêu rồi đó? Xe này chạy tốc độ tối đa là bao nhiêu anh? Tùy theo sức mỗi người thôi. Tùy theo sức. Ví dụ như anh đi anh chạy mà đạt kỷ lục nhất là bao nhiêu? Thời gian cao nhất chắc cũng được 60. Cái gì? Đạp 60 hả? Nghĩ xe máy đi ạ. Rồi anh đạp nhanh nhất là 60 km một giờ của chú anh chị. Bằng với em chạy xe máy luôn á. Con thấy nhật cái biến của chú anh chị ạ. Chú bộ của chú Thanh Sang, chú Dân Châu. Thôi nhưng mà mình không có qua, nhiều khi muốn qua mình đó tâm sự nhưng mà thôi. Đừng có trở lại mộ của Năm hết cả nha. Có thể một khúc đoạn nào đó nha để mình bánh mà uống sữa về các bộ đi là cô anh cảm chẳng sao. Dù anh và tôi ai sang giàu hay gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét hận thù, chẳng dám dối lọc lược kỳ kịp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng đón tính tình. Đời như thoát mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để gối một mai khi ta lìa xa nhân thế,
cơm lo lắng u buồn, chẳng hỏi tiếc muôn bên chuyện thế sự nơi trần gian. Dạ quá hay anh, cảm ơn anh. Anh ơi biết ngại cho anh quá. Ông em không có thôi được. Tại vì em cũng sau lưng với mấy em, của mấy anh em bên đoàn hát thôi. Rồi, thôi cảm ơn anh ha. Dạ, xin cảm ơn bài hát của anh. Cảm ơn bài tặng của cậu Năm với Linh Neo bản là dưới tòa sen vàng ha. Dạ, dạ. À, bài tập giáo ha. Con xuống tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu dưới cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát viên thông, 12 người lớn lòng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ biển đổ đời. Quan Âm trái tim sáng người cũng ngàn ngàn qua cơn khó khăn. Quan Âm vô đây cũng được, tay cầm bình nước cầm đồ, tay cầm nhẫn liếm cầm vàng. Không, cậu mình chỉ chúc mình sức khỏe rồi thôi. Nghe mười phương thánh nhân hai lên bộ mình dưới to chân vàng, vương trầm to ngắn vàng. Lại Phật Quang Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống vàng vui, cho con được sống đời sinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con vàng người. Hay quá, hay quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh chị đã có những bài hát rất là hay để bảy mãi trong cái đại lễ Duy Lan này. Cô em cũng vô làm từ thiện, chung em cũng hát chung với em cũng có bên đây là Hầm Vũng Loan, bây giờ Vũng Linh cũng có được đó, mà sau mấy ngày là nghe cũng chết. Dạ, anh thường anh đi anh Vũng Linh về ăn bánh đi nha, bánh uống sữa nha anh Vũng Linh. Dạ, đi Lâm Bổ Vũng Linh ba em nè. Đây giọng hát anh rất là hay luôn á. Hay là anh bán nữa em. Chơi cho em coi với chùm nữa. Anh là đứng giữa. Dạ. Đâu anh đứng giữa thôi. Hát bài nào về Phật giáo nữa đi anh. Vậy là cũng nhìn anh giống Nguyễn Khoa. Cũng nhìn anh giống Nguyễn Khoa. Vậy em cao tặng cho lại cao cổ Nguyễn Khoa ha. Mình to to lên xíu được rồi. Cố gắng to to xíu ha. Thôi đành mình chia tay trong bóng đêm, em về nơi cõi xa nặng mang ngỡ tim đôi tình vàng lao có trong tâm tình đồng ý tình vợ chồng em nguyện thủy chung như cánh hoa tươi hồng sắc hương vẫn luôn trong tình chồng em luôn chờ tình ôi đớn đau trong lòng thôi đành vĩnh biệt từ đây không giờ nay nơi đâu có thâu cho anh có yêu cho lòng bao ngày chờ mong nhớ hồng hồng ơi hồng ơi bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về mãi mãi trong tim mối tình hồng nằm say sớm cho anh trong những ngày gian nguy đến khi thân chẳng anh về thăm em nét ngương nằm mộ em vào thiên thu dìu em theo gió mây. Bấm tiếng chưa? Bấm tiếng với những nhà chưa?
Hồng ơi, dẫu biết giờ đây ta đã xa lẻ muôn thâu, nhưng trái tim nên dặn mãi yêu em, yêu người con gái ngày xưa đã bao năm dầu dài nắng mưa mà dặn một lòng chung thầy dặn bên bì và hôn ngang trước cả thù hung bao theo ơi. Ông ơi, dẫu biết giờ đây ta lìa xa muôn thù, những đêm từng đêm tình yêu ở lòng anh vẫn nhớ về em, nhớ mãi trong lòng. Hay quá anh ơi. Ôi giấc mơ xuân nay cũng nát đã tan rồi, em ra đi âm thầm lặng lẽ, chỉ còn để lại trên đời bao dòng một thời thơ. Hồng ơi, lá thư này xem tình yêu nhưng tưởng bên nhau, nào ngờ vĩnh biệt bao ngày xa nhau anh vẫn thương, thương hoài trong tim mỗi bóng hình em, mỗi nhớ nhớ thương thương vẫn dương trong lòng. Em lặng nhìn theo người bước xa, bao nhớ thương đông đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Em ước mơ ngày mai thái bình, con đường làng ta lại có nhau, cơn gió sương gieo cười tràn đầy chỉ mê tình quê, như chúc cho duyên mình duyên thắm muôn đời không phai. Hồng ơi, dầu đã biết cách xa nhau nhưng lòng anh càng thêm thương nhớ, càng thương thêm càng nhớ càng thương, càng thêm mập mú kỷ niệm ngày xưa bên giường quái, ước hẹn ngày mai trên đường tương lai, ngờ đâu giờ tình đã chê ai, buồn mà chi dần mà chi thôi, hãy quên đi kỷ niệm ngày xưa dù trong gió mơ, trong máu dòng dằn nạt ương một cánh hoa hồng. Đêm sương sướng càng hồng em khóc anh vô mãi mà nước mắt em cứ tuôn trào. Ôi mến thương sao ơi, làng ngọc nhà anh yêu dấu nơi miền xa, anh miền sẽ gắn ngân sai súng trên da diệt giặc cho quê nhà mãi bình yên. Dù đời gần có lầm lắm gian lao nhưng lòng anh thề nguyện chọn đời yêu em. Trời quá hay, ngọt quá anh ơi. Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh đây không thể tiếp nữa luôn á hả? Tiết lộ danh tiếp nữa kìa. Nghệ danh để cho khán giả ủng hộ anh. Phục mấy cô chú yêu quý mình. Uống miếng nước vô tiếp. Tiếp đi. Mà không vui. Đó, để anh Ngọc lấy cho anh chai nước tiếp. Lâu một bài nữa phút cậu năm không? Để phục vụ cậu năm. Lâu lâu anh mới lời đi cậu năm mà. Chai nước là bài nữa anh. Là bài nữa anh. Dạ. Dạ, những cái bài của cậu có cho tí quay cho tí coi. Trời ơi. Thấy cô đây yêu cầu anh hát bài nữa. Rất yêu quý giọng hát của anh. Rồi, tháo khẩu trang ra hát. Ờ, nhưng mà chút tới. Đẹp trai quá trời. Đây, nhìn anh giống như ai ta? Tiếp. Đây, ông gọi cho giống 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 nhiều hả cô? Cô hay đi phát cơm hay là sao cô? Mình nấu tại chỗ rồi mà phát cho bệnh nhân á, bệnh nhân nghèo đó. Dạ. Rồi sáng cháo, trưa cơm, chiều cơm. Dạ. Một ngày 3 suất. Dạ. Nước trên 24 luôn. Mình có hội gì không cô hay là một mình đó, riêng cô? Trong cái ban từ thiện của cái anh đó. Ban từ thiện ha. Dạ. Rồi mình lên đó mình làm, ở trong đó ngủ đó luôn. Đó là, là, anh dạ. Nó nấu, anh nấu luôn hả? Nấu ba suất luôn á. Ảnh hát được mà anh nấu hay á. Nấu luôn á. Dạ, nó luôn. Đi hát rồi nó không thành hát nữa, về nó vô làm dạ. Thiện. Dạ tính ra ảnh cũng giống con á, con hát cũng được. Ảnh có vợ chưa cô? Không biết nữa, tại vì nó ở Đồng Tháp á. À gì? Rồi rồi xong, quê của anh ta. Rồi xong luôn. Đồng Tháp ở đâu cô? Cô biết không? Đồng Tháp gì bữa. Rồi giống con nữa, ở Đồng Tháp nữa trời. Nếu mà hư thì qua tay Đồng Tháp thì qua tay Cần Thơ. Rồi rồi rồi, con cảm ơn cô nha. Thì buổi sáng hôm nay nghe anh hát rất là hay luôn cô chú anh chị ơi. Anh hát mà em nổi da gà luôn á. Ngày sáng nay có cúng, chuẩn bị cúng cơm chay của chú anh chị ơi. Thì em xin phép tạm dừng video nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.